Nước Việt Nam mình có hy vọng, có hy vọng. Ừ. Nói là qua năm 2000 là một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên siêu văn minh. Ừ. Có những vị thánh nhân ra đời mà người ta gọi là kỷ nguyên Di Lặc hay là hội Long Hoa cái gì đó. Không. Còn không, cũng không rõ về cái chuyện đó, nhưng mà hôm qua đó, lúc sư phụ nói chuyện những cái trong tương lai có những cái vị có những cái giống người ở những cái hành tinh khác, người ta tới đây để mà người ta học đạo á. Không phải học đạo mà trao đổi, học đạo thì những giống người trên những hành tinh khác đã học rồi, ngày ngày đều học á. Họ xuống đây hoặc là sư phụ lên đó. Thì tự nhiên con liên cảm giữa hai cái chuyện là một cái nền siêu văn minh trong tương lai với lại sư phụ vừa mới nói là trong tương lai nó có những cái biến đổi rất là tốt đẹp và lớn lao. Thì con hôm qua con quên hỏi một câu đó là một cái vị trong cái vũ trụ này có rất là nhiều hành tinh mà qua địa cầu có rất là nhiều quốc gia, thì con vẫn có một thắc mắc là tại sao sư phụ lại chọn nước Việt Nam, không biết là có những cái nhân duyên gì từ trước hay không. Tại hồi trước sư phụ đã sinh ra ở đó rồi. Quen rồi. Nước Việt Nam mới độ được người Việt Nam chứ. Người Việt Nam khổ nhất trên đời á. Có ai đi tị nạn kiểu này đâu, có ai bị chiến tranh đau khổ loạn lạc mà hoài vậy đâu, hết nước này tới nước kia xâm chiếm rồi nội chiến rồi đủ thứ. Còn cái này Việt Nam lâu lâu khổ một cái shock, hay khổ một cách tàn nhẫn đó. Hồi xưa giờ không có khổ như vậy, mấy ngàn năm nay không khổ như vậy, hoặc là cả đời không khổ như vậy, mà chiến tranh cũng không khổ như vậy, đùng cái khổ quá sức á, nó mới bừng mắt ra, thấy chưa? Thì những dân tộc khác có những người khác, thấy chưa? Còn sư phụ bổn phận chắc là dìu dắt người Việt Nam, biết đâu được, ok. Mấy trời không có được, tiết lộ. Thì bữa nay ông thầy Tám ông nói đó, ông nói Việt Nam chỉ có mình sư phụ thôi. Một người nữ thôi. Một cô chỉ có người nữ là sư phụ thôi, không có người thứ hai, chưa? Trời ơi, ông tuyên bố câu này là cũng gồng mình lắm á. Tại thầy Tám có uy tín lắm. Hồi đó tới giờ mấy chục năm rồi phải không? Ít nhất cũng mười mấy năm rồi. Mấy chục năm truyền đạo rồi, uy tín trong ngoài nước nhiều lắm. Mà có gốc có gác nữa, có thầy tổ rồi nữa, còn sư phụ không có ai hết. Ta một mình ên. Mà thầy dám tuyên bố một câu như vậy là chắc thầy cũng thấy cái gì chứ hả? Không có là những người ta tu á, mà tu cao tu thấp gì có tu chút đỉnh mà có cái tâm đạo thiệt tình đó nha. Dù rằng người ta chưa có lên cao thí dụ đi chăng nữa, mà nó có tâm đạo thiệt tình, ta nhìn thấy người tu người ta biết liền, rất quý trọng, chưa? Tại vì mình tu mình cực khổ, mình biết người khác, tu mình có cái khai mở, mình hiểu người khác, rất là quý trọng lẫn nhau. Nên sư phụ rất quý trọng những người tu hành, tu chút gì nữa sư phụ cũng quý, thấy không? Sư phụ đi đâu quý vị cũng thấy đối đãi với những người nào kia vẫn có vẻ tu hành hoặc là có chút tu hành, sư phụ vô cùng quý trọng. Sư phụ đối đãi với những người đó như thầy, chưa? Như Phật sống thôi. Quý vị thấy sư phụ có bao giờ đến đó mà lên mặt dạy dỗ hoặc là làm điệu làm cách ta đây là Phật sống này, cái đâu có. Tự nhiên hết sức, chưa? Người ta giảng dạy cái chi sư phụ cũng ngồi đó nghe, cũng nghiền ngẫm nghiên cứu, học hỏi. Thành sư phụ rất quý trọng những người tu hành. Những người nào mà có tu chút đỉnh là tu cao gì đó, họ đã quý trọng những người khác lắm. Tại đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tri kỷ khó tìm. Trên thế giới này biết bao nhiêu người, nhưng mà người tu hành có bao nhiêu? Hiểu chưa? Người thật tâm tìm đạo có bao nhiêu? Người khổ công mà cái bằng xả bỏ tất cả những cái vật chất mà trong tâm chỉ có đạo thôi, cái đó khó kiếm lắm. Cho nên những người nào có chút chút vậy sư phụ cũng rất mừng, hoặc là có nhiều sư phụ còn mừng hơn. Mà hoàn toàn vì đạo thì sư phụ càng kính phục nữa. Ủa sao nói chuyện này cái này à? Nước Việt Nam á hả? Thì chắc vậy. Tại Việt Nam hồi đó giờ không có bao nhiêu minh sư mà.
Thì giờ lâu lâu có một cái cho người ta hết hồn chơi chứ. Mà nhất là đàn bà nữa cho người ta hết hồn nhé. Lâu lâu làm cái cho vui chứ. Hả? Lâu làm cái gì nó khác thường chút, không làm giống người ta hoài chán chết, chán quá, chán quá. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Còn lâu lâu mình làm cái gì khác thường. Bà Triệu Ẩu nói chi quý vị có nhớ không? Làm hả? Làm thân nhi nữ phải sống hùng sống mạnh gì đó, phải đứng dậy mà gìn giữ giang sơn, làm những cái gì phi thường kinh thiên động địa, có đâu luồn cuối cả đời làm thê làm thiếp cho người ta. Hiểu chưa? Việt Nam mình có những anh hùng liệt nữ nói chuyện nghe trên trời dưới đất lắm, kinh thiên động địa lắm. Đâu phải người nhi nữ nào cũng làm giống như người nhi nữ nào đâu. Thấy chưa? Cho nên bà Triệu Ẩu mới lưu danh thiên cổ. Mình mới thích. Thấy chưa? Mình mới tôn sùng. Thì lâu lâu cũng mới làm cái gì cho chấn động nhân tâm cho vui chứ. Phải không? Nó có những người khác khác cho nó vui. Thí dụ như ông thầy Tám, ông bận đồ vết, ông cạo đầu. Không làm chuyện vui vậy đó, ngược đời cho vui. Còn sư phụ bận đồ tu, để tóc dài. Vậy nó mới vui. Nó có màu sắc, nó có màu sắc. Nặng cho nó đập vô con mắt của người ta. Đặng cho nó chấn động cái sự gì đó, suy nghĩ của người ta, tận tâm mới giật mình. Cũng như mấy người mê mà xỉu đó, mình dỗ nước lạnh vô mặt ta tỉnh dậy chưa, hoặc là đánh một cái tát vậy đó tỉnh dậy liền, chứ đứng đó vuốt vuốt ve ve mà hoặc là ôm ôm ẩm ẩm xỉu luôn chết luôn á, hiểu chưa? Phải làm cái sốc như vậy mới được. Từ xưa tới nay nữ minh sư khó có kiếm, mà kiếm còn không có cái bằng gì, không có thấy bao nhiêu, trình độ không có bao xa, có tình cảm quá nhiều, mềm yếu ha. Nên lâu lâu không có làm gì nó khác. Thượng đế là muôn biến vạn hóa mà. Ông làm gì cái nó lạ đời cho vui chứ, cho mình ăn đồ ăn mà giống mọi ngán quá, thấy chưa? Mình ăn món ăn mình phải đổi món. Cho nên đừng có ngạc nhiên hỏi tại sao sư phụ lại sinh ở Việt Nam, hoặc là sinh làm thân nữ mà không sinh làm thân nam. Thấy chưa? Cái gì nó thường quá nó cũng ngán đi chứ. Làm gì độc đáo mới vui. Thượng đế cũng khôn lắm chứ bộ.